Chào tất cả các anh em của BN Gaming. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các anh em cách chi tiết để vào tựa game test trên mobile. Vì hiện tại thì server Việt Nam chưa có game này nên chúng ta phải kiếm cách phát IP hoặc là một cách nào đó để mà chơi bằng server của nước khác. Thì đây là một tựa game cũng rất quen thuộc, đó là Đấu trường Công Lý Mobile. Hay bình thường là các anh em hay chơi đấu trường công lý trên PC của Garena Liên minh Huyền Thoại. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các anh em. Đầu tiên các anh em vào Hola Free là cái trình duyệt này, thì mình có để link dưới. Sau đó thì các anh em cài đặt. Và sau khi chúng ta đã cài đặt thì nó sẽ có một cái biểu tượng ở bên góc bên phải phía trên đây các anh em. Sau khi đã cài đặt thì anh em tiếp theo vào cái đường link để tạo tài khoản Riot Game, thì mình cũng có thể có để cái tài khoản ở bên dưới nha các anh em. Tiếp theo là anh em sẽ thiết lập nó. Đây, ở đây thì chúng ta đã có sẵn quốc gia Hoa Kỳ. Và anh em nhớ đổi lại là Ocean English nha anh em. Bởi vì cái server nó phải giống nhau thì chúng ta đăng nhập vào game nó mới được. Sau khi đã thiết lập thì anh em ghi tài khoản email vào. Các email mà anh em có thể dùng được đó. Thì tiếp theo là bấm Start để chúng ta tiếp tục thiết lập. Ở đây anh em chọn ngày tháng năm sinh. Tốt nhất là chúng ta nên chọn đủ 18 tuổi, trên 18 tuổi nha anh em. Đây thì mình chọn năm 1996 này. Và Net. Anh em đặt tên tài khoản. Cái tên này sẽ là cái tên đăng nhập xíu nữa anh em vào game. Tiếp theo là vừa đăng nhập passport, vì passport bắt buộc vậy anh à, mình xin lỗi, bắt buộc vào nha anh em. Bắt buộc thì gồm có số và chữ. Sau đó thì tích vào hai cái này điều khoản. Và anh em xác nhận không phải là robot. Ta tích những cái hình ảnh mà có cái đèn tín hiệu giao thông. Sau đó thì verify. Và next thì chúng ta đã thành công. Đó, đây đây đã thành công. Thì sẽ có một cái email gửi về cho anh em nhưng mà mình thấy nó cũng không có cần thiết. Thì sau khi mà chúng ta đã tạo tài khoản phát IP thì anh em sẽ vào điện thoại tải cái link APK của game TFT Mobile này về cho mình nhé. Link mình cũng có để dưới phần mô tả. Anh em cứ kích vào đó và tải về thôi, rất là đơn giản. Đây đây chính là cái giao diện của cái web này. Thì anh em kéo xuống dưới. Sau đó kích vào không phải là robot cho mình. Sau đó thì đợi một chút nha anh em. Đó, ok, kéo xuống lần nữa nha. Nói chung là cũng khá đơn giản. Đó, cái có cái ô ấn vào để tải ngay. Thì anh em kéo và ấn cho mình. Rồi ok, tải về. Tay mạng mình hơi yếu nên tải hơi lâu. Anh em chịu khó đợi một chút. Nay mình bệnh nên cái giọng mình nó không được tốt, anh em thông cảm nha. À, sẵn tiện trong thời gian mà chờ đợi game tải về thì mình cũng có thông báo với các anh em là hiện tại vì cái tình hình dịch bệnh nên bên LL Mobi cũng đang chưa có thông báo gì mới nha các bạn. Cho nên trong thời gian này chúng ta có thể test tựa game này trước, rồi sau đó có thông tin gì mới mình sẽ cập nhật. Thì anh em cứ bấm subscribe để nếu có thông tin gì mới thì mình sẽ đưa lên. Bởi vì đợt vừa rồi mình bị bệnh cho nên giờ mới ra được clip mới. Anh em thông cảm. Còn nếu như có thông tin gì mới thì mình sẽ post lên cho anh em liền. Và để theo dõi tiện anh em có thể kích vào cái group của mình để dưới mô tả để vào đó tham gia cái group nha anh em. Ok, nay game cũng tải về. Sau khi đã tải về thì anh em cài đặt nha.
file VK nào nhiều cái điện thoại không có sẵn để cài đặt như vậy thì anh em chỉ cần tìm lại cái file đó rồi chúng ta cài đặt là được. Rồi vào game nha anh em. Đây chính là giao diện in game. Tiếp theo anh em kịch vào Riot Account để đăng nhập tài khoản nha. Và ở phần này thì anh em chọn lại cái Ocean Inlet như nãy cho mình nha anh em. Tiếp theo là điền cái tài khoản mà anh em đã tạo đó. Đúng rồi, điền cho đúng mật khẩu và tên tài khoản nha. Tiếp theo chỉ việc đăng nhập là xong. Ok, đây là lúc đăng vào game. Thì hiện tại mình phải đứng hàng chờ nhưng mà nhanh thôi các bạn à. Tại vì chờ ở server này thì cũng không quá đông đâu. 100 người là mình đã xong rồi đó. Thì mình thấy trên đây cũng có rất nhiều bạn dính lỗi hàng chờ. Còn ở đây thì mình chỉ chờ có 100 người thì nó cũng không quá lâu. Rồi tiếp theo các bạn sẽ điền cái tên in game vào. Nghĩa là cái tên này là chính là cái tên mà vào game nè. Mình sẽ lấy tên kênh. Tên này thì không thể dùng được. Chắc có thể sẽ thêm số vào các bạn. Ok. À phải update nữa các bạn ạ. À. Đây là sẽ khi mình vào đây thì nó sẽ có một bảng vé nha. Nó sẽ khá là lâu đó. Bạn nào mà mạng yếu thì sẽ cập nhật khá lâu á. Thì ở đây chúng ta sẽ đợi một xíu. Ok. Sau khi cập nhật thì đây chính là giao diện chính của game nha các bạn. Nhìn nó khá là đơn giản. Mình để xem chúng ta sẽ chơi nó sẽ như thế nào nha. Thì mình sẽ test luôn thử một trận game. Đây là mời các bạn đây. Còn không thì chúng ta sẽ chơi mình. Thì nhấn Start và đợi thôi. Sắp xếp trận. Khá là nhanh anh em. Chấp nhận để vào game nha. Ở đây thì mình đã hướng dẫn rất chi tiết rồi. Cho nên nếu mà anh em nào mà có thắc mắc gì thì cứ để bình luận với comment, mình sẽ giải đáp cho. Các bạn yên tâm, mình sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc của các bạn. Và nếu như lỡ ai có một cái vấn đề lỗi gì trong cái lúc mà vào game thì cứ để lại comment cho mình nha. Sao lâu quá ta? Vì lần đầu mình cũng chơi cho nên mình cũng không biết nó sẽ như thế nào. Phải là do game này nó lỗi hay do server không, mà nãy giờ chấp nhận đã mấy lần rồi. Tìm trận nãy giờ rất là lâu rồi mình vẫn chưa vào được. Khá là hoang mang. À vào được rồi đây các bạn. Mặt đại diện đây là để cái con cánh cụt Euro với lại cái hình giọt nước à. Để xem giao diện game có được như trên bản PC không nha các bạn. Đây mạng hơn mình hơi yếu nên pin nó cao các bạn. Và trận nó cũng khá lâu. Còn bạn nào mạng mạnh thì mình nghĩ nó cũng nhanh thôi. Một phần là mạng của những người chơi cùng nữa các bạn. Đây mình chơi server ké của người ta nha. Nên một phần là chơi nước ngoài nữa thì mình mạng chậm là đúng rồi. Đợi khi nào đến server Việt Nam mình thì có lẽ lúc đó nó sẽ ổn định hơn. Đương nhiên là đường truyền tốc độ mạng của mình cũng sẽ yếu hơn vì mình đang chơi cái server ở nước ngoài mà. Lúc bên Mỹ mà mạng. Ok, vào vào đây. À, khá mượt đấy. Không không lát, không quá lát nha. Bây giờ mình test game nha các bạn. Đồ họa nó cũng
không kém gì PC. Okay, khá ổn đó các bạn. Rồi video của mình tới đây cũng kết thúc. Thì mình cũng đã trải nghiệm và hướng dẫn một cách chi tiết đến cho các bạn. Thì nếu bạn nào thấy video này hữu ích thì các bạn có thể cho mình xin một like và chia sẻ một subscribe là được. Để mà mình có động lực ra những video hướng dẫn các bạn tiếp theo. Mình cũng sẽ cập nhật những thông tin mới nhất từ LLmobi, hoặc là những cái thông tin của cái bản beta của cái game TFT Mobile này về Việt Nam. Khi nào nó sẽ về Việt Nam thì mình cũng sẽ thông báo luôn nha. Còn có bất cứ cái lỗi hay có thắc mắc gì thì các bạn cứ để dưới comment cho mình sẽ phản hồi lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video đến giờ phút này. Ok, tạm biệt các bạn.